Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blockstar Insight trong loạt bài hướng dẫn về Java Design Pattern. Mình là Việt. Rất lâu rồi thì mình đã ngắt quãng cái loạt bài hướng dẫn về Design Pattern này. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại để chúng ta tiếp tục về tìm hiểu về cái Design Pattern trong Java. Cái pattern hôm nay chúng ta tìm hiểu đấy là Singleton. Thì Singleton nó có ý nghĩa khi mà chúng ta muốn chia sẻ tài nguyên. Như các bạn thấy trên màn hình ở đây, chúng ta có một cái máy in. Thì một cái ví dụ điển hình kinh điển cho cái singleton này chính là chia sẻ máy in. Đây là ví dụ trong một văn phòng làm việc hoặc trong một công ty chẳng hạn, thì chỉ có một máy in duy nhất, thì có rất nhiều người truy cập đến cái máy in này để in tài liệu của họ. Thì tại một thời điểm thì chỉ có duy nhất một 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 người được sử dụng mà thôi. Có nghĩa là cái tài nguyên đấy cần được đồng bộ hóa, và nó sẽ public, nó sẽ available cho toàn bộ hệ thống, nghĩa là ai cũng sẽ thấy được nó. Nó còn hay chúng ta còn nói là cái nó là kiểu global variable, tức là một cái tài nguyên chia sẻ tất cả mọi người. Và đặc điểm thứ hai là chỉ tại một thời điểm chỉ có duy nhất một đối tượng được sử dụng, tức là đấy là chỉ có một cái máy in duy nhất. Thì singleton nó mang ý nghĩa như thế, global state, và một cái nữa là chỉ duy nhất một đối tượng được được sinh ra. Thì một một số ví dụ khác, ví dụ như chúng ta có thể thấy là đấy là cái phần logger chẳng hạn. Thì các bạn khi instance một cái trong thực tế, ví dụ như trong cái phần EMF mà mình giới thiệu cho các bạn, phần Teneo EMF ấy, thì cái factory của EMF nó cũng là dạng singleton, cái e-instance của nó duy nhất một đối tượng duy nhất mà thôi. Thì tóm lại là đặc điểm của singleton là như thế. Thì mình sẽ viết một đoạn code demo để các bạn hình dung cách chúng ta, vấn đề ở đây là chúng ta làm thế nào để đảm bảo được rằng là tại một thời điểm chỉ có duy nhất một đối tượng của class đấy được tạo ra. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Tôi sẽ tạo ra một cái class, ví dụ như đây là printer, một class đơn giản như này thôi. Thì đầu tiên bình thường nhất đấy là chúng ta cần là cái gì, cần đấy là ví dụ như một cái đối tượng, một cái đối tượng của cái thằng này, tức có nghĩa là chúng ta phải tạo ra một đối tượng chỉ trong chính nó. Ví dụ như đây là printer, printer ví dụ như này, à không, cho nó đúng kiểu thì là p instant như này. Thì bây giờ nếu mà để tồn tại duy nhất một một đối tượng ấy, thì là đầu tiên là chúng ta không không để cho nó người khác có thể gọi được hàm khởi tạo nó, vì thế mà chúng ta cần một cái là private printer. Thì cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng một class khác, ví dụ chúng ta có một class thứ hai là class office hoặc là employee chẳng hạn, ví dụ như này, thì trong đấy nó có một cái phương thức public void, ví dụ như print chẳng hạn, ví dụ như này, đơn giản như này thôi. Thì ở đây nó sẽ sử dụng cái ví dụ như là người ta mà muốn ấy, thì là printer printer bằng new printer. Thì khi này cái phương thức này sẽ bị lỗi, lỗi là bởi vì cái private của cái hàm khởi tạo, và vì thế mà nó không cho phép bất cứ một class nào khác có thể tạo ra một đối tượng của bằng 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 ngoài 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 chính nó. Thì cái việc private này có ý nghĩa như thế. Thế là xong. Tiếp đến là chúng ta sẽ tạo một cái phương thức gọi là public static, ví dụ như là get instance như này. Thì khi này trong này chúng ta cần phải kiểm tra một cái, đấy là nếu, quên mất, xin lỗi các bạn, kiểu giá trị trả về là printer, nếu mà instance mà bằng null thì cái việc đầu tiên chúng ta phải khởi tạo cho nó instance bằng printer như này. Xin lỗi các bạn, cái bàn phím của mình nó hơi bị lệch, new như này. Thì các bạn sẽ thấy
khi này cái lệnh new sprinter này không còn lỗi nữa, bởi vì đây là cái phương thức bên trong bản thân của nó. Nhưng ở đây nó xuất hiện một cái lỗi là lỗi instant ở đây, bởi vì là cái phương thức get instant này nó là static, và vì thế mà cái này chúng ta cần phải đặt nó là static, private static. Thì lúc này nó không còn lỗi nữa và nó sẽ trả về đây return. Thì lúc này chúng ta return instant thì tất cả là ok. Các bạn nhìn vào đoạn code này thì các bạn sẽ thấy ở đây có một số đặc điểm. Đầu tiên là cái private cho hàm khởi tạo, và private thứ hai là private cho chính cái instance này. Nếu chúng ta không đặt private, ví dụ như tôi đặt ở đây là public public chẳng hạn, thì lúc này người ta có thể truy cập trực tiếp như này, print, xin lỗi các bạn, nó ví dụ printer chấm instant đây, tức là bởi vì nó là hàm, nó là cái thằng static nên nó có thể truy cập thông qua cái tên của class, và vì thế mà nó sẽ là instant ở đây được. Thì như thế thì nó sẽ nảy sinh một vấn đề. Cái này chúng ta thiếu lệnh gán thì không sao, tức là chúng ta có thể truy cập được vào như này, thì chúng ta sẽ nảy sinh một vấn đề, đấy là cái thằng instance này được truy cập trực tiếp mà thông qua không thông qua cái API này. Thì khi chúng ta viết một cái phương thức như thế này thì nó sẽ đảm bảo nó luôn luôn khác null, bởi vì trong trường hợp này chúng ta tôi sẽ viết thêm một cái phương thức ở đây là phương thức ví dụ như printer public void connect, ví dụ như này. Thì ví dụ như này chúng ta có một cái phương thức connect như này. Thì bây giờ nếu nếu mà chúng ta làm nếu mà chúng ta gọi ở đây ví dụ như là printer chấm instant chấm connect, thì cái vấn đề ở đây là cái thằng instant này nó có thể bị null, tức là trong lần gọi đầu tiên nó có thể bị null, và vì thế mà nó sẽ gây ra một cái lỗi khi runtime, đấy là null pointer exception. Thì đấy là cái lỗi mà chúng ta phải tránh, và vì thế mà tôi sẽ chúng ta khi xây dựng cái instance thì chúng ta sẽ đặt cái này là private để tránh truy cập trực tiếp, và vì thế cái này sẽ là lỗi và chúng ta sẽ phải truy cập qua cái này, đấy là printer, ví dụ như này printer bằng p bằng printer chấm get instant như này, và từ đây thì chúng ta có thể p chấm connect như này. Thì đấy là cái cách, và tại một thời điểm thì chỉ có duy nhất một đối tượng được tạo ra mà thôi, tức là cái đối tượng này nó sẽ là duy nhất trong toàn bộ hệ thống. Thì về 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 khái niệm cơ bản thì singleton là như thế. Thì tóm lại đấy là private instance và nó là sử dụng cho toàn bộ hệ thống và thông qua một cái API. Tức ở đây cái instance này nó available cho toàn bộ hệ thống nhưng nó phải truy cập thông qua cái API của nó là cái get instance này. Các bạn có thể đổi tên tùy các bạn, và một hàm khởi tạo private để tránh cái việc khởi tạo ở ngoài cái class đấy. Thì nôm na là như thế. Cái singleton này có thể các bạn sẽ muốn khi mà các bạn sử dụng trong một số trường hợp, ví dụ như là khởi tạo các connect đến database chẳng hạn. Thì ví dụ như các bạn muốn hạn chế số số lượng connection được tạo ra thì các bạn sẽ tạo một cái pool để quản lý số lượng instance này. Tức là cái này là cái singleton nguyên thủy bản gốc của nó, cái bản mở rộng thì có thể chúng ta có thể hạn chế được cái số lượng instance này được tạo ra. Ví dụ như khi chúng ta mà nó không phải printer mà nó là ví dụ connection database chẳng hạn, thì các bạn muốn hạn chế bao nhiêu cái connection tạo đến thì các bạn có thể hạn chế được thông qua cái singleton này. Thì đấy là về singleton. Có một điều thực tế là các lập trình viên thông thường người ta khi làm việc thì người ta sẽ kết hợp singleton với abstract factory hoặc là state hay là factory chẳng hạn. Thì
Cái đấy là trong trường, trong các cái công việc thực tế. Thực ra mà nói thì design pattern rất khó để mà hiểu hết cụ thể các trường hợp sử dụng nếu mà chúng ta không qua các cái project thực tế, tức các project ở công ty, thì quá trình làm việc thì chúng ta mới biết áp dụng của nó, và nhiều khi các bạn đã áp dụng rồi nhưng các bạn không biết tên của nó mà thôi. Thì và có một cái thực tế cũng khá là thú vị, đấy là rất nhiều lập trình viên ghét Singleton bởi vì nó là global state. Ok, thế mình dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn về design pattern của Blockstar Design.